Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Yoga with Brian. Trong ngày hôm nay thì Brian sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhảy về trước và cách nhảy về sau trong yoga. Nhảy về trước và nhảy về sau là kỹ năng cơ bản khi bạn luyện tập Ashtanga, bởi vì nhảy về trước, nhảy về sau sẽ giúp cho Vinyasa được hoàn tất và các bạn đi vào trong một tư thế mới. Nào bây giờ, để bắt đầu chúng ta sẽ học cách nhảy về trước các bạn nhé. Để chuẩn bị cho nhảy về trước thì chúng ta vào trong tư thế chó úp mặt cúi mình. Tại đây thì quay cái phần trong của cùi chảo của chúng ta hướng về phía trước. Lưng của chúng ta thẳng, nhấc cao hông của mình lên. Theo kinh nghiệm của Brian thì khi các bạn nhảy về trước, các bạn nhảy với một độ cao thấp thì nó sẽ hiệu quả hơn. Hôm nay Brian sẽ hướng dẫn các bạn cách nhảy thấp, nhẹ nhàng. Đẩy phần trọng lực của mình về hai tay, nhấc cái phần hông của mình lên, đẩy người về phía trước, co chân của mình lại, khép hai cái chân của mình lại ngay phía dưới hông của mình các bạn nhé. Nhảy. Bước 1, chúng ta nhảy và để hai cái chân của mình ở ngay phía dưới tay, siết bụng lại và để hai đầu gối mình gần nhau. Từ từ đưa cái chân của mình qua, đẩy về phía trước và hạ thấp hông của mình. Đây là phân tích từng bước một trong khi nhảy. Nếu mà chúng ta nhảy thuần thục hơn thì chúng ta sẽ có khả năng là một lần mà chúng ta sẽ nhảy về phía trước luôn, giống như Brian làm ở đây. Hít vào, nâng hông, thở, nhảy. Hạ thấp chân của mình xuống, rất tốt. Để tập động tác này, có hai động tác chủ yếu mà chúng ta phải luyện tập. Brian sẽ hướng dẫn các bạn ngay bây giờ luôn. Đầu tiên là cái tư thế Pando, là tay chúng ta đặt ngay dưới thảm và chúng ta tiếp tục là nhẹ nhàng nhấc cái hông của mình lên và sau đó nhấc cái chân lên luôn. Và cố gắng đẩy tay làm sao cho cơ thể hạ thấp xuống mặt thảm một cách là chậm nhất, rớt một cách chậm nhất. Thì từ đó chúng ta sẽ luyện tập cái sức mạnh bàn tay, làm sao nhấc cái người của mình lên để cho nó đẩy về phía trước mà chúng ta không có bị đổ xuống mặt thảm một cách quá nhanh chóng các bạn nhé. Các bạn có thể luyện tập theo Brian 5 lần liên tiếp các bạn ha. Nhấc hông lên, đẩy cao hông, nhấc cao chân, thả. Một lần, bốn lần nữa, nâng cao, thả. Nâng cao, thả. Nâng cao, thả. Và một lần cuối, nâng cao, thả. Cái động tác thứ hai mà các bạn phải luyện tập thường xuyên để có thể giữ cái tay của mình nó nâng cao được, đó là các bạn phải siết bụng và có khả năng nhấc cái hông của mình lên khỏi mặt đất. Brian sẽ thực hiện 5 lần liên tiếp, các bạn hãy xem với Brian nhé. Hai chân co lại ngay phía trước bụng của mình, siết cái bụng lại, dùng tay nhấc cái hông lên, thả xuống. Khi nhấc tay như vậy nhiều lần sẽ luyện tập phần cơ vai của mình, nhấc cái người lên và đồng thời nhấc toàn bộ trọng lượng cơ thể lên bằng đôi tay của mình. 5 lần các bạn ha. Hít vào nâng, thở xuống. Hít vào nâng, thở xuống. Hít vào nâng, thở xuống. Nâng xuống. Một lần cuối, hít nâng, thở xuống. Sau bài tập vừa rồi thì tay và ngực và phần bụng của mình đã trở nên khỏe rất nhiều, thì khi mà thực hiện nhảy về sau các bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ Brian sẽ hướng dẫn các bạn nhảy về sau, bởi vì cơ thể của mình đã nóng rồi và các cơ bắp cũng đã sẵn sàng. Để nhảy được về sau một cách chuẩn xác thì Brian sẽ hướng dẫn cách dễ nhất là chúng ta chống tay ngay phía dưới hông của mình, siết chặt cái bụng của mình lại, đẩy hai phần chân lại sát ngực giống như là ôm vào giống một đứa trẻ. Tại đây thì hai đầu gối gần với ngực của mình, dùng chân chúng ta chéo ngay trước ngực của mình, tay đặt ngay dưới người. Chúng ta làm 3 bước, 1 nhấc người lên, 2 đẩy phần chân và đu chân giống như một cái đánh đu ở ngay phía dưới người của mình, và 3 đá chân về phía sau. Các bạn hãy xem Brian nhé. Hít vào nhấc lên, thở. Rất tốt. Chaturanga, chó ngẩng mặt.
Có một số bạn khi mà các bạn không có làm được cái tư thế này thì chúng ta sẽ luyện tập từ từ để có thể nhảy ra sau được. Đó là chúng ta chống tay ngay phía dưới hông của mình, từ từ nhấc cái người lên, kéo chân từng bước một. Và chúng ta cũng có thể đẩy cái chân về sau được. Dù chúng ta có lắc được cái người từ trước về sau hoặc là chúng ta kéo chân từ từ thì đều luyện tập cho cái bụng của mình và đều mang lại những cái lợi ích sức khỏe. Luyện tập Ashtanga nhảy về trước và nhảy về sau là một hành trình dài, và nếu các bạn luyện tập thành thục sẽ còn có nhiều phiên bản thành công và đẹp mắt hơn là hai tư thế mà Brian vừa hướng dẫn. Trong phạm vi bài học ngày hôm nay thì Brian mong rằng những kiến thức này sẽ giúp cho bạn có khả năng nhảy về trước, nhảy về sau hiệu quả để luyện tập Ashtanga được dễ dàng hơn. Nếu bạn có câu hỏi nào thì hãy đặt vào ngay phần comment ở ngay phía dưới video clip này nhé. Còn bây giờ thì Brian xin cảm ơn bạn đã tham gia lớp học và xin chào và hẹn gặp lại. Namaste.